Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bài này có hai nội dung lớn. Thứ nhất là mặt trận Việt Minh ra đời như thế nào, và thứ hai là những cái hoạt động của mặt trận Việt Minh. Trước hết, ta sẽ tìm hiểu về mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh đã ra đời trong hoàn cảnh nào? Có nghĩa là tình hình thế giới và trong nước lúc này ra sao? Vào năm 1941, lúc này chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba. Sau khi đánh bại Pháp, Bỉ, Hà Lan và chiếm phần lớn lục địa châu Âu, thì tháng 6 năm 1941, phát xít Đức mở cuộc tấn công Liên Xô. Lúc này trên thế giới đã hình thành hai trận tuyến. Một bên là lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu, và một bên là phát xít Đức, Ý, Nhật. Còn trong nước, nhân dân ta tiếp tục cuộc đấu tranh chống Pháp và Nhật. Và ngay từ đầu, cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của lực lượng dân chủ. Như vậy, tình hình thế giới và trong nước rất khẩn trương. Thế nên, sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, vào ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc đã trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Cô mời các em ghi bài. Sau khi về nước thì Nguyễn Ái Quốc đã làm gì? Đó là người đã triệu tập hội nghị lần 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Bắc Bó, Cao Bằng từ ngày 10 đến 19 tháng 5 năm 1941. Đây là hình ảnh láng Khuối Nậm, Bắc Bó, Cao Bằng, nơi đã diễn ra hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Còn đây là Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Và đây là nghị quyết của hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội nghị đã có những chủ trương mới như thế nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu các cái chủ trương của hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Thứ nhất là hội nghị đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đánh Pháp đuổi Nhật đối với cuộc cách mạng của nhân dân ta. Thứ hai là tiếp tục tạm gác khẩu hiệu đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày và thay bằng khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt Giang chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng. Vậy vì sao phải thay đổi khẩu hiệu đấu tranh? Vì thay đổi khẩu hiệu đấu tranh để tập hợp toàn dân chống kẻ thù chung, đó là Pháp và Nhật. Rồi cô mời các bạn ghi các ý trên. Tiếp theo là chủ trương thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, hay còn gọi là Việt Minh. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1941, bao gồm các hội cứu quốc hay còn gọi là mặt trận cứu quốc, như là công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, v.v. Vậy, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh là nhằm mục đích gì? Nhằm liên hiệp hết thảy đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt xu hướng chính trị, tôn giáo, hễ là người Việt Nam thì đứng lên giải phóng dân tộc và đấu tranh sinh tồn. Các bạn có thể xem lại sách giáo khoa trang 87, đó là văn kiện của đảng năm 1930-1945. Cô mời các bạn ghi bài. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu về những cái hoạt động của mặt trận Việt Minh. Hoạt động chủ yếu của mặt trận Việt Minh là gấp rút xây dựng lực lượng cách mạng, đợi khi thời cơ đến sẽ khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Vậy lực lượng cách mạng là những lực lượng nào? Đó là lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị. Thì ở phần này, chúng ta sẽ có hai câu hỏi thảo luận. Câu thứ nhất, mặt trận Việt Minh đã xây dựng lực lượng vũ trang như thế nào? Các bạn sẽ thảo luận trong 2 phút. Rồi, cô mời các bạn xem kết quả. Lực lượng vũ trang thì có hai lực lượng. Thứ nhất đó là đội cứu quốc quân, được phát triển từ đội du kích Bắc Sơn. Vậy đội du kích Bắc Sơn từ đâu? Xuất phát từ đâu? Thì đó là từ cái khởi nghĩa Bắc Sơn. Sau cái thất bại khởi nghĩa Bắc Sơn
thì nghĩa quân đã chạy vào rừng và tập hợp lại thành đội du kích Bắc Sơn. Cái lực lượng vũ trang thứ hai, đó là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đã được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. Và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chỉ sau 2 ngày đã hạ được hai đồn giặc, đó là Phay Khắc và Nạn Ngần. Chiến thắng này đã làm cho quân địch rất hoang mang lo sợ, và nó thúc đẩy cái phong trào cách mạng của quần chúng tiến lên hơn nữa. Thì đây là hình ảnh lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 22 tháng 12 năm 1944. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chính là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Hình bên trái, cái người đứng bên trái của màn hình, đó là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu câu thứ hai, đó là mặt trận Việt Minh đã xây dựng lực lượng chính trị như thế nào. Lúc này Đảng và mặt trận Việt Minh đã chọn Cao Bằng là nơi thí điểm của cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong mặt trận Việt Minh. Và năm 1942 thì khắp chín châu của Cao Bằng đều có hội cứu quốc, trong đó có ba châu hoàn toàn. Vậy thế nào là châu hoàn toàn? Châu hoàn toàn nghĩa là mọi người đều gia nhập vào tổ chức Việt Minh và xã nào cũng có ủy ban Việt Minh thì gọi là châu hoàn toàn. Rồi cô mời các bạn ghi ý thứ nhất. Tiếp theo là thành lập ủy ban tỉnh Cao Bằng và liên tỉnh Cao Bắc Lạng. Để phát triển lực lượng cách mạng xuống miền xuôi thì vào năm 1943, mặt trận Việt Minh đã cho lập 19 bang xung phong Nam Tiến, có nghĩa là vào Nam để chiến đấu. Và mặt trận Việt Minh vẫn không quên tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân khác vào các hội cứu quốc, như là học sinh, sinh viên, các tầng lớp yêu nước khác. Lúc này báo chí của Đảng, của mặt trận Việt Minh cũng được lưu hành một cách rộng rãi. Như vậy là đến năm 1943 thì cơ sở Việt Minh đã phát triển nhanh chóng trong khắp cả nước. Đặc biệt là tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Việt Minh đã xây dựng được cơ sở từ xã đến tỉnh rồi liên tỉnh Cao Bắc Lạng. Nếu như cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, được xem là tổng diễn tập lần thứ nhất của cách mạng tháng 8 1945, thì cao trào dân tộc dân chủ 1936-1939 là tổng diễn tập lần thứ hai. Đến những cuộc nổi dậy đầu tiên như khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, binh biến Đông Lương là trực tiếp chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 1945, thì cao trào kháng Nhật cứu nước được xem là làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Vậy cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra như thế nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 2 La Mã, cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ta tiếp tục thảo luận tại sao Nhật đảo chính Pháp. Thì nó có các lý do sau đây. Thứ nhất, đó là vào đầu năm 1945, lúc này chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Nước Pháp đã được giải phóng. Lý do thứ hai là mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công mạnh mẽ của Anh, Mỹ trên bộ và cả trên biển. Và tại Đông Dương thì thực dân Pháp đang ráo riết hoạt động, đợi khi quân đồng minh vào sẽ nổi dậy hưởng ứng để giành lại quyền thống trị cũ của mình. Như vậy, đứng trước cái thất bại gần kề, phát xít Nhật không còn con đường nào khác, buộc phải làm cuộc đảo chính để lật đổ Pháp, độc chiếm Đông Dương. Thì đó là lý do mà Nhật đảo chính Pháp. Thế nên, đêm 9 tháng 3, 1945, Nhật đã tiến hành đảo chính lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương. Sau khi hất cản Pháp để độc chiếm Đông Dương, thì chính phủ Nhật đã dựng chính quyền bù nhìn thân Nhật Trần Trọng Kim làm tay sai và tuyên bố sẽ giúp đỡ nền độc lập của Đông Dương. Nhưng bộ mặt giả nhân giả nghĩa của phát xít Nhật đã nhanh chóng bị vạch trần.
Nó làm cho nhân dân ta càng thêm căm thù phát xít Nhật và chính phủ bù nhìn tay sai hơn nữa. Vậy lúc này quân Pháp chống cự như thế nào? Pháp chống cự rất là yếu ớt, chỉ sau vài giờ thì đã đầu hàng phát xít Nhật. Cô mời các bạn ghi bài. Ta tiếp tục xem coi công tác chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa diễn ra như thế nào. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngay khi Nhật nổ súng đảo chính Pháp, đảng ta đã có những chủ trương mới như thế nào? Vào ngày 12 tháng 3 năm 1945, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng họp và đã ra chỉ thị Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Đó là chủ trương thứ nhất. Chủ trương thứ hai là xác định kẻ thù của nhân dân Việt Nam. Trong hội nghị lần 8 đã nêu, nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta là đánh Pháp đuổi Nhật. Nhưng sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, tức là sau khi Nhật đảo chính Pháp, thì nhiệm vụ của nhân dân ta là đánh đuổi phát xít Nhật, vì đó là kẻ thù chính cụ thể và trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc bấy giờ. Chủ trương thứ ba, sau khi đã xác định được kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật, thì đảng đã quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước để làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa. Thì đó là ba chủ trương mới của đảng nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. Cô mời các bạn ghi ba ý này vào. Vậy cao trào cách mạng, cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra với những hình thức nào? Thì từ giữa tháng 3 năm 1945, đã có nhiều cuộc khởi nghĩa từng phần liên tiếp nổ ra ở nhiều địa phương. Kết quả là hàng loạt xã châu huyện ở Cao Bắc Lạng đã được giải phóng. Trong khi đó thì Việt Minh còn tiến hành trừ khử Việt Giang tay sai. Đó là những cái hình thức trong cao trào kháng Nhật cứu nước. Cô mời các bạn ghi. Tiếp theo, giữa cái lúc mà cao trào kháng Nhật đang cuồn cuộn dâng lên thì ngày 15 tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ đã họp và đã đưa ra những quyết định quan trọng để chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa cho kịp thời cơ. Vậy đó là những quyết định nào? Chúng ta xem. Đây là những quyết định của Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ vào ngày 15 tháng 4 năm 1945. Thứ nhất, đó là thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân. Các lực lượng vũ trang đây là Cứu quốc quân và Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Thứ hai là phát triển lực lượng vũ trang và nữ vũ trang. Lực lượng vũ trang là lực lượng chính quy, còn nữ vũ trang là khi cần thì cũng có thể cầm súng để chiến đấu được. Thứ ba là đào tạo cán bộ quân sự và chính trị. Thứ tư là tích cực phát triển chiến tranh du kích. Đây là loại hình chiến tranh rất hiệu quả đối với một nước nhỏ như nước chúng ta. Đây không phải là hình thức đánh lén mà là đánh để mà chia cắt, phân tán lực lượng của địch. Đợi khi thời cơ đến, chúng ta sẽ đánh trực diện. Tiếp theo là xây dựng căn cứ địa và thành lập Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ. Vậy Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ này làm nhiệm vụ gì? Đó là chỉ huy các chiến khu ở miền Bắc và giúp đỡ toàn quốc về mặt quân sự. Cô mời các bạn ghi các ý này vào. Sau khi thành lập một tháng, Việt Nam Giải phóng quân đã giành được chiến công đầu tiên. Vậy đó là chiến công nào? Đó là đã giải phóng được 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang vào ngày 4 tháng 6 năm 1945. 6 tỉnh này đã hợp lại thành khu giải phóng Việt Bắc, hay còn gọi là căn cứ địa Việt Bắc. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới. Và Tân Trào, Tuyên Quang chính là thủ đô của khu giải phóng. Sau khi thành lập, Ủy ban lâm thời khu giải phóng đã thi hành 10 chính sách lớn của Việt Minh nhằm đem lại đời sống mới cho nhân dân,
Và đây là hình ảnh khu giải phóng Việt Bắc và 10 chính sách lớn của Việt Minh. Cô mời các em ghi bài. Tại Việt Nam chúng ta vào cuối năm 1944, đầu năm 1945 đã xảy ra một cái trận đối lịch sử, chủ yếu là ở nông thôn miền Bắc, khiến cho 2 triệu người đã chết đói. Nguyên nhân là do Nhật thu mua lúa gạo với giá rẻ mạt và theo lối cưỡng bức. Chúng buộc chúng ta chỉ bán cho chúng mà thôi. Vậy thì để giải quyết cái nạn đói này, đảng ta đã kịp thời đưa ra khẩu hiệu gì? Đó là phá kho thóc giải quyết nạn đói. Tóm lại, hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, cùng với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược của đảng, trực tiếp góp phần vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Bài học đến đây là hết. Cô có 4 câu hỏi để củng cố lại bài học hôm nay. Mời các em xem nha. Câu 1. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo vào thời gian nào? Đó là ngày 28 tháng 1 1941. Câu 2. Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là vào thời gian nào? Đó là ngày 22 tháng 12 năm 1944. Câu thứ 3. Từ sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, là sau khi mà Nhật đảo chính Pháp, thì kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là ai? Đó là phát xít Nhật. Và câu cuối cùng, các em hãy nói cột thời gian với cột sự kiện sao cho đúng. Ngày 19 tháng 5 năm 1941 là mốc thời gian tương ứng với sự kiện lịch sử nào? Đó là Mặt trận Việt Minh thành lập, tên đầy đủ là Việt Nam Độc lập Đồng minh. Ngày 9 tháng 3 năm 1945 là sự kiện gì? Đó là Nhật đảo chính Pháp. 22 tháng 12 năm 1944 là sự kiện nào? Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Ngày 15 tháng 4 năm 1945 đó là Hội nghị quân sự Bắc Kỳ họp. Và ngày 4 tháng 6 năm 1945, khu giải phóng Việt Bắc ra đời. Trên đây là toàn bộ bài học 22. Các bạn về nhà ghi bài vào trong tập và chuẩn bị bài 22 cho cô. Mến chào các em.